Yeah. Ba má vô đây ba má. Ờ con. Vô đây. Cha. Trời ơi, ba má nói qua là qua cái đợt liền à. Ừ, cũng may á là con kịp nghe thông tin. Con chuẩn bị cái phòng này cho ba má. Nếu không con cho thằng bạn con nó thuê rồi đó. Ủa vậy hả con? Dạ. Trời ơi, qua là phải qua liền, nhà mình có điều kiện mua vé máy bay là đi liền hả con? Như lại nhớ con quá, phải đi thăm con thôi. Ê, đẹp trai đó nha con. Công nhận nha, đi du học có khác. Ê, đẹp trai, trắng trẻo nè, lịch sự ghê không? Trời ơi, đi về Việt Nam là chết con gái nghe. Em nè, người ta thường nói á, con phải giống cha. Một khi á đã đặt chân ở xứ người, phải làm rạng danh. Quốc. Dạ. Ba nói con nghe nè. Hồi xưa ba rạng danh lắm. Rạng danh dữ dằn, ai cũng biết tên tuổi của ba hết. Kể cả trong những cái vùng ấp, vùng xã, vùng quê nghèo nàn. Bây giờ con lớn rồi, con phải làm rạng danh ba mẹ, cho ba mẹ hãnh diện. Khi mà đối tác của ba mẹ toàn là những doanh nghiệp lớn không à. Người ta thường nói con hơn cha, nhà có phúc. Má, má với ba đi đường xa chắc là mệt lắm rồi. Thôi để con vô, con chuẩn bị phòng ốc cho ba má nghỉ nha. Thôi, nghĩ cái gì? Má nói là đặt chân tới đây một cái á, là kêu con dẫn đi tới nhà hàng ăn liền. Nè, đúng rồi đó. Má con nói đúng á. Lâu lâu ba má mới có dịp qua bên xứ người. À, con phải đưa ba má đi ăn một cái nhà hàng nào thật là sang trọng, có nhiều món thật là lạ. Nó, à, đúng rồi đó thật con. Là quý phái. À, con biết tại dạ. Sao vậy không? Khi ba má ăn xong rồi đó, ba má trở về Việt Nam, kể cho những bạn bè doanh nghiệp lớn, cho họ, họ thèm. Mình mới là quách đúng, đúng không rồi, em? Đúng rồi, cho họ biết mặt chứ con. Con, tiền bạc không thành vấn đề. Xuống bớt đi nha. Ừ, mình phải, lâu lâu điên lần mình phải chơi, mình thấy hiểu luôn chứ. Quý tộc chứ. Má, ông bà có gửi quà gì qua cho con không? Nhiều lắm. Trời ơi, đem má quê lên nhiều lắm mà khô với mắm không à. Má thấy hồi trình nè, má đem má bỏ luôn rồi. Ủa, nói vậy là ông bà ở Việt Nam ăn Tết con mình hả? Đúng rồi. Ủa mà sao ba má không muốn giúp việc họ trông coi? Trời ơi, ông bà lớn tuổi rồi, ăn Tết có một mình mà không có con cái lủi thủi buồn lắm. Bởi vậy con không biết nhà mình á làm sao mà mướn giúp việc được con. Đúng rồi con. Ủa sao vậy ba? Con không biết hả? Nhà mình nó toàn để những cái đồ mà chân nè, toàn là những cái đồ mắc quý tiền không à. Không à. Đồ quý, đồ giá trị không à. Mà thậm chí rồi két sắt tùm lum hết á. Không được. Đó bất tiện lắm con. À, không khéo á, anh với em á đi du lịch ở nước ngoài về á, ăn Tết xong rồi về á bị quơ sạch thì sao? Đó. Đó. Ai mà cho người lạ vô. Còn ông bà thì yên tâm, ba má đưa ông bà sống ăn Tết ở thành phố rồi, ông bà lớn tuổi rồi nên đi xa chứ cho mệt. Đó cứ ở nhà ha, ở nhà muốn cái gì là có sẵn cái đó. Đúng rồi, đúng rồi. Ba má mua sẵn rồi, ăn no nê luôn, không thiếu gì hết. Đầy tủ lạnh luôn mà con. Đó má thấy mấy con khô mấy con mắm hôi quá má bỏ luôn rồi, để tủ lạnh để trong nhà, mất công ông bà bày ra hôi, má cũng không đem qua đây cho con chi đâu. Ờ mấy khô đồ này kia đi qua sân bay Mỹ nó đâu có cho đem vô đâu con. Ờ đó. Ừ. Trời ơi, nhưng mà con ở đây con cũng thèm mấy cái món đó lắm đó, mà tự nhiên ba má không đem qua cho con. Con thôi mình đi ăn nhà hàng đi. Nhanh đi, đi rửa mặt rửa mày rồi đi ăn nhà hàng đi. Đừng có nhắc mấy cái chuyện ở quê nhà mấy nữa. Cái chuyện khô đó trời nữa. Đã qua mình tới đây là phải đi ăn cao lương Mỹ gì? Nhớ về khoe đồ liền. Lạ, đồ độc nghe con. Nè, anh nghe nói ở bên Mỹ con tôm hùm mười mấy ký gì nè. Thôi vậy trời hả? Ơi, trời ơi, ăn liền đi anh. Ăn đã luôn nha, thèm muốn chết gì đó. Thôi đi rửa mặt rồi thay đồ mới đi anh. Đúng rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Đi, đi, đi. Phòng anh đây nè mama. Đây hả con? Khiêng vali vô con. Dạ dạ, để con xách cho. Gì vậy? Ôi, phim ơi là phim. Coi cái lương coi đi, coi ba phim nước ngoài tào lao á. Gì mà tào lao? Gì nữa? Không biết gì hết trơn. Không có coi thì nằm im một chỗ. Cứ cả nhoi. Nó mỏi, ngồi nó mỏi. Đáng lý lên ngủ rồi. Nhưng mà sợ bà buồn cho nên tôi mới ngồi đây với bà. Thì ngồi thì phải ngồi yên. Coi không coi cái lương đi, coi ba cái phim gì mà tào lao. Rồi ngồi khóc rồi bậy bạ. Sao khóc? Tôi xin lỗi ông nha. Bởi vì sao? Bởi vì tôi là cái người có sự chia sẻ với người khác, có tình thương với người khác, cho nên tôi hay cảm động lắm. Đúng không? Cảm đúng động chứ không phải với ai kia. Vô tâm. Bà nói gì vô tâm? Nói ông vô tâm. Vô tâm con khỉ. Xin lỗi bà. Ở dưới quê có ai nói tôi vô tâm? Tôi sống tôi quan tâm tới người khác, tôi giúp đỡ người khác bằng thực tế. Ai cũng khen tôi là người có tâm, có mình bà nói tôi vô tâm mà. Tự nhiên vô tâm gì? Đang coi phim mà, phim là nó giả mà. Tự nhiên ngồi khóc là ăn thui. Tào lao. Không hiểu rồi thôi, nói người ta thôi là ăn thui. Ông nói gì thui á. Xin lỗi nha. Cái này á
nó người ta cũng rút kết từ ở ngoài đời thôi, xong rồi người ta mới đem lên màn ảnh người ta chiếu cho mình coi. Để làm gì? Để mình coi mình cũng thông cảm, mình cũng học hỏi, để mở mang đầu óc. Mở mang gì? Mở mang mở cải lương coi mở mang vậy? Tự nhiên cái này là mà mở nước hoài. Đó, đuối lý rồi đó, không đuối lý gì thôi, mình ngồi im đi ha. Xong rồi mình ngồi mình suy nghĩ đi, để cho người ta coi nha. Đuối lý cái cù loi. Tôi chấp bà với bốn dòng họ, bà chữ lộn có lợi tôi không? Nhưng mà tại sao tôi nhường bà? Bị Tết Nhất buồn quá mà. Đó, có bà gây lộn nó cũng đỡ, có không khí. Đó, Tết không có ai nhà nào mà vui bằng nhà này. Ngồi gây lộn khang vậy mà cười. Con quỷ. Ông á, ông tôi duyên. Quỷ già. Ông làm như ông quỷ già mất nhịp. Ông làm như con quỷ già mất nhịp. Có phim này mà nói. Ông là hành tinh rồi đó. Ông biết ông nói rất là nanh, ông mọc dài này nè. Tám cái mà mọc ngược trở lên đây nè. Thấy không? Nanh ta xuống. Mọc dài nè, mọc dài. Tôi kiếp cam mà bây giờ chứ mọc dài. Rồi xạo xạo. Bàn cho mà bằng tôi được. Trời ơi. Có kìa. Trời ơi. Nè cho mượn khăn này gái, khóc đi. Khóc đi cưng. Khóc đi con tim dài khờ tình yêu sẽ qua nha. Trời ơi. Ngon quá. Phải công nhận nha anh. Công nhận nha, công nhận nha. Ăn uống hết trời ơi. Quay đi ngồi. Vui không ba má? Ngồi đi. Ngon quá con ơi, ăn đã quá, đời con. Luôn vậy hả? Dạ. Anh nói cho em nghe nè. Hồi nãy trong nhà hàng má con làm ba khó xử quá. Cái gì đem ra cũng ngon quá. Thì ngon mà. Trời ơi, lạ quá. Mà nói thiệt với em á, cái món gì em cũng gấp, mà trên dĩa không còn món nào luôn. Đó, mà em vừa ăn em vừa nói quang quang lên. Em làm như vậy người ta cười chết. Cười gì? Anh này thì ngon quá, em nói ngon. Trời ơi, chứ đó giờ đâu có thấy nhà hàng nào ở chỗ mình á ăn ngon được vậy đâu. Đó con thấy không? Má con quên, qua đất khách quê người cái quên hết rồi. Ở Việt Nam á, mình là một doanh nghiệp lớn. Mình có tài sản kết xù. Làm gì làm thì mình thể hiện phong cách nè, lịch sự nè, rất quý phái, sang trọng, để mọi người nể mình. Nhớ chưa phèo cái đó nghe. Rồi biết rồi. Quý tộc chứ gì. Quý tộc. Chết cho mình đó con. Thôi ba má chắc cũng mệt rồi, để con lên con chuẩn bị phòng ốc cho ba má nghỉ ngơi nha. Con cứ lo gì, để nhiệm vụ cho má. Má làm hết cho con. Bây giờ con ngồi đây chút xíu đi nha. Hôm nay má con mình tâm sự đi ha. Tâm sự chuyện gì má? Thì lâu quá không nói chuyện nhiều. Giờ gặp con mừng muốn chết luôn, phải ngồi tâm sự dài đó chứ. Má ơi, mấy bữa nay học hành đồ đó. Con đúng rồi đó. Má nhắc chuyện học hành con mới nhớ. Mấy bữa nay con học hành nhiều quá, cho nên đầu óc con bây giờ hơi căng thẳng, hơi bị stress đó má. Thôi không ấy, để hôm khác á, rồi gia đình mình nói chuyện nha. Thôi, stress hả? Dạ. Trời ơi, vậy là nó căng thẳng lắm đó mình. Thôi cho nó nghỉ đi. Trời em. Tội nghiệp con quá à. Còn nhiều thời nó gian mà. Dạ nó dạ. Học dữ vậy đó hả con? Thôi, con xin phép ba má con lên con nghỉ ngơi nha. Thôi con nghỉ ngơi đi nha. Dạ. Chúc má ngủ ngon nha. Chúc ba ngủ ngon. Trời ơi, dễ thương quá. Ba má ngủ ngon nha. Bye. Ngủ trước nha. Good night con nha. Em ba má. Quý xì tộc quá, quý xì tộc quá. Trời ơi, dễ sợ quá à. Đi nha. Sao mà bye bye cho con. Dạ. Học liền anh ơi. Trời ơi, đi học ơi, đi ngủ mà nó ôm mình, nó hôn mình chụp chụp vậy đó. Học đi, học con mình đi. Nè nè. Hôn cái đi. Em đúng nhiều chuyện quá. Gì vậy? Sao? Hôn cái đi, hôn cái good night đi. Ơ trời. Anh không có quen. Ở Việt Nam quen rồi, ở Mỹ không có quen. Anh á, đi đâu thì phải học theo phong cách ở đó chứ. Anh mới vừa chỉ em sao? Là ăn uống á, là phải sang trọng, phải lịch sự, rồi nói năng nhỏ nhẹ. Bây giờ anh phải học theo con chứ. Phong cách phải lịch sự, quý sở tộc. Trời ơi, phong cách Tây Tây lên chút coi. Không đi, không đi. Anh mới dạy em phải không? Mình phải thể hiện mình là một người đàn ông lúc nào cũng ga lăng đúng không? Đúng không? Tiếng Anh gọi là lady first. Vậy nói sao? Chồng nghe vậy đúng không? Dạ. Mẹ làm cho em coi nè. Đó. Đó. Ủa cái nữa hả? Rồi lỡ làm luôn nè. Đòi hỏi quá nha. Rồi thôi ngủ ngon ha. Ủa đi vô ngủ chung luôn chứ. Đợi chút. Gọi điện cho ai vậy? Đợi chút. Để anh điện thoại về nhà coi ông bà ở nhà, kiểm tra ông bà ngủ có khóa cửa cẩn thận hay không. Thấy chưa, giờ mới nhớ gọi về nhà lo chuyện nha. Tía con có nhà chưa?
ngồi cánh cổng á. Đàn bà con gái mà nói chuyện y như cái thùng thiết bể ồn ào. Ê, hình như là mấy đứa nhỏ nó điện gì vậy chứ? Ông không nhận ông thính tai dễ sợ luôn, nghe nói gì mà ông nghe ông đi vô á. Cánh cổng gì? Ngồi ở trong nhà riết gò bó quá ra ngoài đó ngồi. Bà làm như tôi chó canh cổng. Con người đã nhan sắc không có mà còn không có duyên. Có làm sao, tao nói tao thật tình mà. Nói đi, nói đi, nói đi. Alo. Alo. Alo, dạ tía hả? Dạ. Nghe không khí ở bên đó ồn ào, chắc là tía với má vợ con đang vui, vui lắm hả? À, thì ở nhà đâu có làm gì đâu. Thì hai đứa đi ra đi vô rồi kiếm cái này chơi, kiếm cái kia chơi. Sao hai đứa qua bển ăn Tết vui không con? Cháu nội tao sao rồi? Dạ vui lắm tía ơi. Thằng Quốc á, nó cho vợ chồng con á thưởng thức mấy cái món ăn đặc sản luôn tía. Trời ơi, lạ mà ngon lắm tía. Trời ơi, dạ. Vậy tốt quá trời. Ở nhà má vợ mày cũng cho tao ăn món ngon vật lạ nè. Bị bà có biết nấu con mẹ gì đâu. Cho tía nói chuyện với cháu nội tía chút ơi. Dạ. Tía à, giờ này nó đi ngủ rồi tía ơi. Ngủ gì mà giờ này trưa trật ngủ vậy? Trời ơi, bởi vậy tía không biết gì hết trơn. Giờ này là ban đêm rồi. Ở Việt Nam là ban ngày. Tía. Hen, tía quên. Ta tưởng đâu giống hệt giờ bên này chứ. Nè tía, tía, con hỏi thăm tía. Tía với má vợ con ở Việt Nam Tết có vui không? Ôi, già rồi cũng đâu làm gì đâu vui. Mà mày về lẹ lẹ đi, tình hình là cô ấy đang dụ dỗ tao á, đòi cắn hột dưa cho bà ăn hoài mà răng đâu cắn nổi. Dạ. Vui quá à, vui quá. Dạ. Dạ. Cái gì? Thôi con gọi về thăm thăm tía má ăn Tết có vui hay không thôi vậy mà. Nhưng mà nhớ nha, ngủ á phải nhớ khóa cửa cẩn thận. Đúng nha. Người lạ tới nhà đừng có mở cửa nghe tía má. Dạ. Tía nhớ con nói tía nhớ ha. Có Phụng vợ con ngồi cái bên nè. Tía cho Phụng nói chuyện với má vợ chút ha. Đi. Alo. Nè bà nói chuyện với con Phụng đi. Ông ơi, nói chuyện với con cái gì đâu mà nói bậy bạ, nó cừ cho. Có gì đâu cừ. Nói đi tốn tiền. Alo, con. Má khỏe không? Trời ơi, nhớ má quá à. Má nhớ là má canh cửa cẩn thận. Rồi mấy cái đồ đạc mà con dặn má lau chùi đàng hoàng. Má phải cẩn thận, má quên cái là bể đuổi không đó nha. Thì biết rồi, nhớ rồi. Mày hỏi gì mày hỏi dồn dập. Mày nói gì mày nói nhiều dữ vậy. Mày nói hỏi dồn dập, tao trả lời dồn dập. Tao đứng tìm tao chết luôn á. Trời ơi, ở gần tía chồng con có mấy ngày mà má giống tía chồng con rồi. Cứ cằn nhằn hoài á. Nó nói mới nói cái gì? Má nhớ canh chừng tía chồng con nha má. Yên tâm, làm như tôi ngu không? Học canh kỹ lắm. Đúng đó. Thôi bà nói chuyện đi. Biết rồi. Tôi đi canh cổng tiếp. Đi rồi. Tao biết rồi mà. Gì ghê quá vậy. Ừ. Điện về cũng sợ tốn tiền. Nói được mấy câu. Ê, nói nghe nè. Nói nghe nè. Khoan, tao chưa nói hết. Cháu ngoại tao khỏe không? Khỏe, dạ khỏe. Trời ơi, đẹp trai lắm nha. Tao nói cháu ngoại, ai mà nói anh đâu. Chuẩn men. Hả? Chuẩn men làm sao? Dạ, thì là nó rất là đàn ông á. Chuẩn chạc lắm á, mà đẹp trai lắm á. Trời ơi, lịch sự ga lăng vô cùng. Đi ăn dắt con đi ăn mà nó lịch sự lắm má ơi. Thì nói đàn ông chững chạc rồi, ông chững chạc thì nói chi tiếng U tiếng Tây vậy? Không hiểu mẹ gì trơn à. Chừng nào đi về? Tụi con á hả? Tụi con cũng hơi lâu mới về à. Khuya rồi.
Thôi khuya lắm rồi, tụi con cúp máy đi ngủ đây. Ở bên đây khác giờ bên đó mà, giờ đi ngủ nha. Dạ dạ. Rồi má cẩn thận đó nha, con nhớ con dặn má kỹ lắm rồi đó, má phải nhớ nhớ khóa cửa. Rồi rồi, anh Đặng anh nhắc phụ con á chứ con đâu có nói nhiều đâu. Rồi vậy nha má nha. Ê ê ê, tao chưa nói chuyện hết mà, nói nghe nè, cho nói chuyện cho. Rồi con cúp rồi, con cúp ngang vậy. Trời ơi, anh chu đáo thấy sợ luôn vậy đó. Em cũng định gọi chứ bộ. Ừ, phải lo lắng chứ. Tại vì mình đi vậy, tía má ở nhà, tía má sẽ buồn, thấy không? Còn bây giờ thấy nói chuyện vui vậy, mình cũng mừng. Thôi thôi, thôi, đi ngủ. Rồi, đi. Rồi, bây giờ mình đi ngủ nha. Rồi, có cần cái lăn nữa không? Thôi đủ rồi nha. Trời, đủ trò hết trơn à. Không cái coi. Rồi, đi ngủ thôi. Lại lên đây rồi ăn rồi cứ ngồi coi nhà giống như chó vậy. Đây có chỗ nào đẹp đẹp đi dạo chơi coi. Ô, kệ nó, quyết định là một chuyến phiêu lưu đi. Dặn canh chừng canh cái gì. Ôi trời ơi, nội nó mà có biết thương ai, có biết lo lắng gì cho ai đâu. Nói chuyện tào lao gì đâu không. Con với cái. Ủa ông đâu rồi ta. Anh Năm, Rồm ơi, anh Năm Rồm ơi. Ông Rồm đâu rồi? À, hồi nãy ông đi ra ngoài rồi. Ở đây buồn quá. Năm Rồm ơi. Hãy nín con đi con, hãy ngủ đi con, mẹ ngủ luôn nha con. Cô kìa. Dạ, chào anh chị. Sao mẹ con của thím út cũ chưa mà chúng mày ra đây đây? Trời ơi, hai mẹ con nó ngủ ngon lành luôn anh hai. Vậy hả? Mà đứa bé nó dễ thương lắm nha. Em ru nó chút xíu à, mắt nó liêm diêm, nó ngủ mất tiêu, mẹ nó ngủ theo luôn. Con, trời ơi, mẹ nói thiệt anh chị hai nghe nha. Năm sau á, em tính làm thêm đứa nữa. Mẹ em cũng tính á, là em nhờ anh chị hai cho con bé Mai xuống đỡ đẻ cho dễ em luôn. Trời ơi, nó hên muốn chết. Hên quá trời hên luôn. Nè. Dạ. Chú á nha, miệng mồm ăn nói tầm bậy tầm bạ không ha. Lần này á hả, Mai mà nhờ ông bà phù hộ cho đó, cho nên á, mẹ tròn con vuông. Lần sau á, vợ chồng chú thím phải cẩn thận hơn đó. Dạ. Cũng may mắn là ăn ở hiền lành, bởi vậy ông bà phù hộ. Bởi vậy á, có bé Mai nè, nó phụ, nó đỡ đẻ cho vợ em, chứ nếu không em không biết làm sao nữa. Con gái nhà mình tự nhiên bây giờ thành một bác sĩ khoa sản bất đắc dĩ. Con hay lắm. Anh hai biết không, năm nay á, ở dưới quê nhà em trúng mùa. Đặc biệt là cái giường á, anh thấy không? Đó, cái giường mảng cầu nè, quýt nè, đặc biệt trúng. Mà nói anh hai nghe nè, cái này á, em không có xịt thuốc nha, không có thuốc tăng trưởng tăng trọng gì hết trơn nha. Cái này là do em tự chăm sóc lên, trái nào trái nấy ngon hết sức. Nè, quýt nè, thấy không? Nhỏ mà ngọt ngay à. Chừng nào anh chị về trển á, em ra vườn em hái một ít làm quà cho bà con ở trển. Hà này ha. Anh đồng ý luôn. À quên nữa, để anh nói cho chú mày nghe. Dạ. Chú mày nói tới cái vụ mà trồng trái cây không có thuốc này anh lại thích đó. Để ra viên đi. Rồi chú mày lên anh sẽ đầu tư cho chú mày. Về làm ba cái trái cây này nè, trồng đừng có xịt thuốc, để cho bà con ăn đừng có bị bệnh. Đúng rồi. Tại vì gia đình anh có con Mai là bác sĩ, thành ra những cái khẩu phần ăn này thì gia đình anh Năm hiểu lắm. Thì bây giờ mình hiểu rồi, mình giúp đỡ bà con. Phải là ăn những cái chất không có thuốc để mà tốt cho sức khỏe. Dạ. Em cảm ơn anh hai nhiều lắm. Đặc biệt cái chuyện này mà mình đầu tư mở mô hình lại không có từ chối đâu nha. Giờ nó thảnh thơi hơn mấy bữa trước. Mấy bữa trước đông quá trời đông, coi không được gì hết. Bông họ trồng sao mà đẹp dữ. Hay quá, kết cái đó hay quá vậy trời. Qua học hỏi coi. Ơ,
Ông Năm này. Ủa, ông Năm. Ông Năm. Trời, ông Năm rồi mà sống gan vậy ta. Ông đâu có biết đường biết xá gì. Đi ra ngoài đường một cái là nó rình rập, nó dụ dỗ đó. Ông Năm. Quá, tức quá. Biết đi ngõ nào vậy trời. Thôi kệ, thôi xui mày rủi nó đi. Như cái mê cung này là đi đường nào? Anh chị à, làm ơn giúp tôi một chút được không? À, chuyện gì anh? À, tôi bị lạc đường. Anh làm ơn anh chỉ đường cho tôi về nhà con tôi giùm được không anh? Vậy anh có biết địa chỉ con anh không? Biết chứ, tôi con người tôi kỹ càng lắm. Phải biết rõ ràng chứ. Con tôi địa chỉ rất rõ ràng là ở quận 10. Trời đất ơi, cái quận 10 hả? Nói rộng lắm, đường nhiều, hẻm nhiều nữa. Vậy bây giờ làm sao chứ, tôi tưởng cái quận... Vậy đi, bây giờ á, ông anh cho số điện thoại con ông anh á, rồi tôi gọi giúp cho ông anh, để con tới đó ông anh ha. Nói thiệt cái anh, ngoài cái số dép tôi không có cái số gì hết trơn trời. Ông anh không biết số điện thoại thì làm sao tụi tôi giúp? Bây giờ cái số nhà tôi cũng không nhớ, mà số điện thoại nó cũng không nhớ luôn, bây giờ sao? Trời. Thôi vậy, cảm ơn anh chị. Anh nói vậy tôi cũng bó tay luôn. Dạ, thôi cảm ơn anh chị nhiều. Không có gì. Thôi vậy vậy được rồi. Thôi ông anh cứ đi hỏi tiếp đi ha. Dạ, cảm ơn. Vậy dạ. Nha. Mình đi. Cái thành phố gì mà lạ lùng. Ở dưới quê ở cách 10 xã nói tên họ cũng biết. Ở trên này nói cái quận không mà cũng không biết. Nó nắng dữ vậy. Bông đẹp tiệt. Cũng ham tụi bay đó mà tao đi coi riết ra nè. Đẹp quá trời đẹp mà lạc đường luôn rồi. Người nhà quê da dầu sớm nắng chiều mưa. Người nhà quê quen với ruộng đồng sớm thơm mái tranh xiêu. Ủa gì đó? Ủa? Gặp gì đó may quá. Trời ơi, tao trông quá trông đây nè. Trời ơi. Trời trong ơi con ơi, tía tía mày. Tía con sao? Ta nói chắc là xí xa xí xòn. Không biết đường. Rồi đi ra ngoài đường. Rồi chắc xanh xanh đỏ đỏ sao đó. Rồi kiểu này đi lạc đường rồi đấy nè. Trời ơi Tám, tía con đi lạc rồi hả? Thì bởi. Trời ơi Tám ơi, sao Tám không giữ tía con ở nhà? Mắc cười quá. Sao tao giữ được ổng? Thôi được rồi, bây giờ vậy, đưa cái giỏ này tao đi cất. Ở đây đi, tao ráy nó ra tao đi kiếm ổng. Tết nhưng mà đi tìm chỗ lạc là Tám, sao? Tám, cái giỏ giùm con. Nhanh lên nha Tám. Trời ơi tía ơi. Tía đi đâu vậy tía? Tía đừng có bỏ con nha tía. Trời ơi. Tám ơi, nhanh lên Tám ơi. Tưới mà giỏ trứng nữa hả? Không thẳng, từ từ. Nhanh lên Tám. Trời đất ơi, đi kiếm tía con mà mang theo cái nón chi mà che nắng qua văn không vậy? Tao biết đâu, thấy cầm đại vậy mà. Trời ơi, cái gì mà lính huynh. Tía con kìa. Rồi đi đường nào Tám? Ai biết đâu, muốn đi đường nào đi hả? Cứ đi đại đi rồi kiếm lòng vòng. Chắc không, đi đâu vòng vòng đi thôi mà. Trời ơi, ôm chặt nha Tám. Ây, trời ơi. Đi đâu cũng toàn thấy bông không. Sao quăng cả ngày. Đói bụng muốn xỉu. Cũng không thấy cái đường nào để đi ra nó mới đau chứ. Biết phải đường này không trời? Hay là đường bên kia? Đường nó loạn hết trơn vậy. Không kệ nó đi, đi ăn cái đã. Sáng suốt rồi mới tìm đường được.
Em ơi, em ra xem nè. Không khí ở bên này khác ở bên mình quá. Đường xá thì vắng vẻ, mọi người đã đi làm hết rồi. Anh nói vắng vẻ em mới nhớ. Hai vợ chồng mình qua đây ở cả tháng, rồi để tía và má ở nhà suốt như vậy rồi có sao không hả anh? Em kỳ quá. Khi nói qua Mỹ em háo hức lắm. Em còn gọi tía má lên Sài Gòn giữ nhà cho mình. Sao bây giờ em nói vậy? Nhưng mà mình để tía má trong nhà cả tháng như vậy á, giống như nhốt vậy đó. Em ngại quá không? Em nói kỳ không? Nhốt gì? Tía má mình là người nhà quê, lên Sài Gòn ở nhà mình. Nhà mình là nhà villa biệt thự rộng rãi, cái gì cũng có hết á. Nè, muốn coi tivi á thì mở tivi coi nè. Muốn nghe nhạc á thì mở nhạc nghe. Cái gì cũng đầy đủ hơn, sao tía má buồn được? Còn ở trong nhà mình thiếu đồ ăn á thì gọi điện thoại họ sẽ mang đồ ăn tới. Tía má lớn tuổi như vậy, sống như là một ông vua bà hoàng, còn cái gì nữa ai bằng. Em à, xã hội mình bây giờ á, mấy người lớn tuổi á, họ phải đi buôn bán, đi kiếm từng đồng từng cắc sống qua ngày đó. Thì em có ý kiến gì đâu, anh làm gì mà anh nói dữ vậy? Đúng là đàn bà ha, thật là kỳ cục, lúc mưa lúc nắng. Anh này. Lisa hả? Em nghe nè anh. Anh có chuyện cần em giúp nè. Anh nói đi. Mở ra không? Vậy thôi, tấp vô chút đi. Làm gì Tấm? Ủa, Tấm dừng lại làm gì Tấm? Gửi xe đi. Xong rồi vì cháu mình kiếm gì bỏ vô bụng. Chứ nó nói thiệt á, kiếm gì hoài á, mày á mà lăn đùng té ngửa ra một mình gì gì không biết làm sao luôn á nha. Tấm ơi, con không biết giờ tía con ăn gì chưa, mà không biết là có tiền trong túi để ăn gì không nữa. Nhưng mà tức thiệt á, con biết chắc là tía con tự ái cao lắm, không chịu nhờ người ta giúp đỡ đâu. Trời ơi tía ơi, tự ái tía ái bụng khùng hả? Đói bụng không biết kiếm gì ăn, bực bội ghê vậy. Phải chỉ có cái điện thoại để ta liên lạc, ta đâu cực khổ để kiếm vậy. Dạ rồi, sinh tật hả? Dì Tám, tía con đã đi lạc rồi, Tám đừng có chửi tía con. Đi cái ác xì nữa, mất năng lượng, xỉu giờ. Ngồi vô gửi xe đi, rồi vô vườn qua, đi ăn, kiếm ổng luôn. Đi. Ăn nhớ mua chừa phần cho tía con, lỡ tìm được ổng ăn. Biết rồi. Vô đi em. Hello. Chào ba má. Đây là Lisa, bạn gái của con. Còn đây là ba má của anh. Chào ba má của anh đi. Hello. Chào ai vậy? Chào ngồi đi em. Sao em biết được? Chào ai vậy mà hello hello? Cũng chào ba với má đó. Hello con. Trời ơi xinh gái quá à. Thôi mình ăn đi ba má. Ăn đi con. Ủa mà con nói nghe nè. Dạ sao má? Không còn món nào khác nữa hả? Dạ. Món nào món Việt Nam một chút với con. Còn nhiều lắm. Còn xúc xích nè, thịt nướng nè, hamburger nè, thịt xông khói nè. Mang cái gì con xuống tủ lạnh con lấy cho má. Trời nói thiệt nha, má thèm cơm Việt Nam á, canh chua hay là thịt kho cá kho gì đó. No, ở đây là Mỹ mà, làm sao mà có cơm canh chua cho má được. Ngán quá à con. Có món nào khác nữa không? Thôi, không ấy ba má chịu khó đi. Tập ăn, tập sống theo cách của người Mỹ đi. Từ từ là quen à. Cái gì vậy? Mày nói chuyện với ai vậy? Mày làm như là ba má là con nít hả? Kêu tập ăn, nó giờ mày nói nghe được hả? Không, ý không lẽ cái ý của nó là dồn bắt anh với em phải ăn hết cái thứ này cả tháng trời ở bên Mỹ, ăn sao vô? Trời, ủa, thì con thấy bình thường mà. Mỗi ngày ăn kiểu này ăn sao được, nuốt sao vô? Thôi, nhà có khách mà, anh đừng la con nữa. Với lại mình qua bất ngờ quá, cho nên con nó đâu chuẩn bị được đúng không con? Dạ. Thôi, ráng ăn. Ráng ăn đi ba. Ủa, quen nhau lâu chưa? Sao má không biết? Dạ ba má, ở bên đây á má, nếu như mà con cái họ không muốn chia sẻ thì ba với má cũng không có được quyền can thiệp sâu vô cái chuyện riêng tư của con cái đâu. Con nghĩ sao vậy? Thì má phải biết tìm hiểu để biết chứ, không lẽ giờ con của má mà má không biết được hay sao? Nè. Ơi. Ở Tây á là việc của Tây, còn mình á là người châu Á,
cha mẹ quan tâm con cái, đó là trách nhiệm. Nè, bà cấm con đó, không có nói chuyện kiểu đó nghe chưa. Con thấy ở đâu cũng vậy mà. Cái lúc ông bà lên Sài Gòn, ba má cũng nói vậy thôi, ở đâu phải quen đó mà. Thôi ba má ăn đi, trong lúc ăn uống vậy mà nói chuyện mất vệ sinh lắm, không có được đâu. Trời ơi, ăn uống thì cũng phải trao đổi gia đình mình, tình cảm, nói chuyện, giao lưu với nhau. Ăn uống mà không nói chuyện ngột ngạt quá làm sao được. Thì con thấy có sao đâu. Chứ lúc ông bà lên ngồi ăn với ba má thì ba má cũng cấm không cho ông bà nói chuyện. Ba má nói là sợ văng cơm rồi mất vệ sinh, đúng không? Nè. Thôi, ông bà già ăn thì rất, còn ba má sức khỏe còn tràn trề, làm sao có chuyện đó hả? Hả dạ. Con nói sao kỳ vậy? Con thấy già trẻ gì cũng giống như nhau thôi. Thằng mất vậy. Trời ơi, mày dám nói với ba má như vậy đó hả? Thì ba má dạy con sao thì con làm vậy mà. Con có dám hổn với ba má đâu. Tao dạy mày hồi nào? Trời ơi, thôi. Tao dạy mày hồi nào? Con cũng nín đi. Thôi mà, nó còn nhỏ dại mà. Có bạn nó nữa kìa, ăn đi. Ăn đi con. Dạ. Ăn đi. Dạ. Ăn đi. Dạ. Ba má ơi. Hả? Sắp tới con đi du lịch rồi, không ấy ba má. Ôi, trời ơi, đi du lịch hả? Trời ơi, nó đưa vợ chồng mình đi du lịch chung kìa anh. Ở đâu vậy con? Đảo gì vậy? Dạ đâu có, hai đứa con đi du lịch thôi à. Ủa vậy ba má ngồi đây để ở nhà rồi con bỏ đi du lịch vậy đó hả? Dạ, ba má biết không, con với Lisa quen nhau từ bao lâu nay mà không có cơ hội đi xa với nhau một lần nào hết á. Đây chính là cơ hội của tụi con đó. Thì cho hai ba má đi với. Không được đâu, ba sao má vậy? Qua đột ngột quá, con đâu có chuẩn bị kịp đâu. Kịp gì, chuẩn bị đâu gì? Đâu có kịp mua vé cho ba má đâu. Ừ, sao đâu, mình có tiền mà, mình ra mua vé mình đi liền được. Trời mà. Trời ba má ơi, không phải có tiền là mua được đâu. Cái vé đó là tụi con phải đặt mấy tháng trời luôn á, đúng không Lisa? Mấy tháng rồi, trời mới có vé luôn á. Đúng rồi đó bác. Ba má thông cảm cho tụi con nha. Nói vậy là ở nhà hả? Anh tưởng đâu đi qua bên Mỹ rồi đi chơi với tụi nó, bây giờ tự nhiên cứ kêu mình ở nhà coi nhà. Rồi ở chưa kể nữa, rồi ăn uống làm sao đây? Ba má đâu biết ăn gì, đi đâu rồi mua sao sao đâu. Thì có cái gì đâu. Hai bác đừng có lo, con đã chuẩn bị hết rồi. Đúng rồi, con với Lisa đã chuẩn bị đầy đủ trong tủ lạnh cho ba má hết rồi. Nếu như mà ba má muốn ăn cái gì thêm á thì cứ gọi cho con, con sẽ order người đem tới đây cho ba má. Nhưng mà nhớ, ba má không có được đi ra ngoài. Sao mày nói gì? Đất Mỹ rộng lắm, ba má mà đi là lạc đó. Nè, mày coi ba má mày giống như tù nhân vậy phải không? Hả? Mày nhốt ba má ở trong bốn bức tường gì nè, đi tới đi lui đi tới, rồi suốt ngày cho ăn mấy cái món này đó, hả? Hả? Ăn vậy làm sao đút vô? Thôi, hả? Thôi, du lịch. Thôi đừng có la lớn mà, con nó sợ. Mình đó. Sắp xếp thời gian qua thăm nó, không? Bỏ hết công việc qua đây, hả? Để coi sức khỏe nó sao, học hành như thế nào, đó. Mà bây giờ nó vậy đó, nó gì có gái nó bỏ đi chơi, nó bỏ vợ chồng mình ở nhà, hả? Cho mày ăn học ở bên Mỹ, mày đối xử với ba má vậy đó hả? Hả mày? Thấy chưa? Hả? Em chịu nó quá, nó hư đó. Đâu có đâu, con thấy ông bà ở bển cũng coi nhà cho ba má suốt như vậy mà ông bà có than gì đâu. Ba má qua coi nhà giùm con có mấy ngày mà ba má cứ la mắng con hoài. Thôi, ăn hết vui rồi, mình đi vô phòng đi. Dạ. Hả? Đi. Chào hai bác. Vô đây nha. Trời ơi. Thôi giờ nó vậy rồi biết sao giờ. Ăn gì nổi nữa mà ăn. Qua đây tưởng đâu là được đi chơi, được đi tham quan khắp đất nước Mỹ này. Giờ dọn ra một cái câu chuyện gì, ăn uống gì nổi nữa mà ăn uống. Cũng tại anh đó, qua cũng phải nói trước cho con cái nó biết. Không nói thì làm sao mà nó chuẩn bị trước được. Thôi, thông cảm cho con đi. Đợi hai đứa nó đi du lịch về rồi vợ chồng mình tháp tùng với nó đi tiếp ha. Anh không còn hứng nữa. Thôi mà anh. Nè, anh nói em nghe nha. Thằng Quốc nó hư á cũng tại con Lisa Lisa vừa nãy đó ha. Em thấy không? Nè, mà nói trước nha, anh không chấp nhận cái đứa con dâu mà vô lễ, mà mất dạy như nó. Con gái gì mà không có ý tứ gì hết. Ba má nó ngồi đây mà nó con không ra gì hết, nó nằng nặc nó đòi rủ thằng Quốc đi. Mà thằng con mình nó cũng dại nữa, nghe con gái rủ đi là nó đi, bỏ ba má nó ở nhà. Đúng là thằng mê gái, bỏ ba mẹ.
có tiền chứ phải không có tiền đâu. Mà ăn cứ hủ tiếu bánh mì riết chịu không nổi. Thèm cái gì mà nó thèm ác ôn, nó thèm cá khô chứ thèm mắm mà đau chứ. Phải chỉ đem cái địa chỉ đi là được rồi. Bây giờ không biết đường nào mà đi gì á. Giờ này thế chắc nó cũng lên rồi chứ ha. Thằng tội nghiệp, phải có chuyện nói chuyện rồi hữu hỷ cũng vui. Nói với thằng nhìn ngộ chứ. Nhìn mặt thì bậm trợn, mà tính tình dễ thương. Ê, giờ mà nó biết mình đi lạc về chắc nó cũng khóc bụp mắt luôn. Chỗ nào bán mắm chỉ tôi với trời ơi. Thèm mà thèm mắm. Em gì ác ôn dữ trời. Ngồi xuống đi, tôi nói chuyện này nghe nè. Cha năm ròm đó biết không? Trời đất ơi, trẻ già rồi mà trẻ trướng thấy ghê luôn á. Ha, ở bên con cháu vậy đó ha. Con cháu coi như là phục vụ ha. Đem món ăn này tới, đem món ăn kia tới chỗ ăn. Vậy mà ổng hả, chê ổng chê eo, nói món này dở, món kia ngán không ăn. Đó, bây giờ thì sao, đi xin ăn người ta kìa. Mẹ ơi, ông Năm mà tội dữ vậy ta. Đời người, ai mà ngờ có lúc vậy ha. Tội cái gì mà tội. Có số hưởng không biết hưởng thì ráng chịu thôi. Khổ ráng chịu đi. Trời đất ơi, mà tôi nói thiệt với ông nghe nha. Tôi hả, ha, tôi mà trường hợp với ổng hả, tôi thà tôi chết đói còn hơn đi xin ăn người ta. Không được, mày ráng cố gắng lên mới được. Nghĩ tới cái cảnh mấy đứa nhỏ gì, nhất là lão Tư Mùi, cha đó mà xỉa xói mình chắc nhục chết rồi chà. Không được, phải ráng cầm cự. Thèm mắm cũng phải cầm cự. Tiếp tục cuộc sống bánh mì hủ tiếu cho khi nào tìm được con số mừ. Quận mừ. Em dùm tôi con số 0 nữa đi trời ơi trời. Đói bụng quá trời ơi. Trời ơi, lo tìm tía con kìa, tắm ăn hoài vậy? Đói bụng muốn chết rồi. Trời ơi, tấm hứa là tấm mua tấm chừa cho tía con, mà tấm cầm tấm ăn gì? Tí về tía con đói trời coi. Chứ tôi hỏi trời tối vậy nè, mà liệu kiếm được ổng hay không? Tấm bụng chết luôn à. Thôi thôi, tấm ăn đi, lấy phần của con chừa cho tía. Ăn đi, bây giờ đi về, mệt mỏi lắm rồi, bộ con biết mệt hả? Thôi bây giờ đi về đi, mai tính. Thì đành vậy thôi, bây giờ về ngủ sớm á, mai con kêu tám dậy sớm để kiếm tía con. Ủa chứ tao ngủ chứ tao làm gì? Mà ai biết đâu, lỡ khi tấm nhớ tía con, tấm ngủ không được. Thế em nhớ ổng rồi. Già rồi mà khó chịu kỳ cục, làm tao mệt mỏi người ta lo à. Tào lao, đi về. Hay quá, không nhớ. Trời ơi Phụng ơi Phụng, em làm như người mẫu điêu sàng qua sàn lại trước tivi. Anh nhìn em á, muốn cho mặt luôn à. Giống người mẫu lắm hả? Ừ? Người mẫu? Chứ gì nữa, anh mới nói người mẫu. Thôi, em ham đi sàn qua sàn lại lắm gì đó. Thôi người mẫu, mời người mẫu ngồi đi. Cứ tối ngày là ngủ, ngủ thức dậy rồi ăn. Ăn thì toàn là mở tủ lạnh ra thức ăn nhanh không à. Em cứ càm ràm hoài. Đúng là phụ nữ, cứ lải nhải suốt ngày à. Anh nè, đi đâu vậy? Ngoài đó lạnh đó. Lạnh á thì cũng ráng chịu, chứ ngồi ở trong phòng hoài chắc hồi anh điên quá. Anh này, em cứ nói đi nói lại, nói đi nói lại hoài. Đúng là vợ với con bực mình quá. Trời đất ơi,
Bác thấy sao ạ? Bác chưa khỏe hẳn đâu, bác đi phải có người đi cùng. Không. Dạ. Tôi muốn đi ra ngoài một chút. Tôi muốn hóng gió chút xíu. Ở trong đây ngộp quá cô ơi. Thôi cũng tới giờ uống thuốc rồi, bác uống thuốc đi cho mau khỏe, để mình còn về nhà nữa chứ. Ủa má. Con. Má tính đi đâu vậy má? Má tính ra ngoài chút thôi. Ở trong đây cái mùi thuốc này nó ngọt quá. Mà thôi trời, con thấy má đừng có đi đâu hết trơn á. Má nằm xuống nghỉ cho con đi. Anh à. Dạ. Má thấy má khỏe rồi, má đâu có bệnh gì nữa. Con xin giấy xuất viện cho má đi về đi con. Ôi, ai nói má khỏe. Trời, không biết là đầu má còn nhức hay còn gì không nữa. Để bác sĩ để theo dõi đi má ơi. Chứ không có gì là nguy hiểm tới tính mạng lắm á. Nói chung là thôi, má nằm yên ở đây, giữ gìn sức khỏe, để cho bác sĩ với mấy cô y tá ở đây chăm sóc cho má. Con à. Dạ. Má thấy nằm ở trong đây á, một ngày tốn tới mấy trăm ngàn lận. Biết là dì Hồng cho mình mượn tiền, nhưng mà cuối cùng con cũng phải trả, phải chạy, phải lo. Má thấy khổ lắm con ơi. Mẹ, má yên tâm đi. Đừng có lo cái chuyện tiền bạc. Con còn bàn tay mà, con còn kiếm ra được tiền. Má đừng có quan tâm tới. Quan tâm á là sức khỏe của má nè. Má phải thực sự khỏe mạnh để má sống đời với con nữa chứ. Nha, con gái bác nói đúng đó. Đến giờ uống thuốc rồi, bác phải uống thuốc đi cho mau khỏe, để mình còn về nhà nữa chứ. Đó, má, đưa đây, để tôi. Nè chị. Con nè, ăn cơm nguội với nước tương, ráng đi nghe. Biết tại sao lo cho ổng có đi chợ búa gì đâu, tìm được á ổng rồi ha, là coi như tao sẽ nấu một bữa cơm lính đình luôn nghe. Ăn đi. Cái gì nữa vậy? Đừng có nói tao nước cục nữa nha. Con nuốt không vô Tấm ơi. Lúc con cơ cực á, con được tiếc con cưu mang. Con không biết bây giờ tía con đi như vậy, có ai cưu mang tía con không? Có ai cho tía con ăn dù là cơm chai nước tương vậy? Con, trời ơi, thì ổng cũng già rồi, ổng cũng lớn rồi, ổng cũng phải biết chứ. Chứ ổng tự bảo vệ mình được sao à. Nhắc là đi chơi đâu đó rồi vui rồi quên rồi, hoặc là lạc đường không nhớ đường gì à. Thẳng từ từ mai đi kiếm, mày cứ làm cho tao cứ... Tao không có nứt cục được như mày đâu. Đừng có nói nữa. Con xin lỗi Tấn. Tết, chỉ có tôi và em ở trong căn hộ này. Nè, em có thấy buồn không hả? Tôi biết, bây giờ em đang vui vẻ với người ta ở phương trời Tây lận. Làm sao em có thể biết được là tôi... Em có biết tôi nhớ em nhiều lắm không? Em à, em đừng có lo. Em đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa. Tôi là thằng Minh. Tôi luôn bảo vệ hạnh phúc cho em. Ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Em yên tâm đi, tôi không bao giờ làm điều gì ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình của em đâu. Em lúc nào cũng vô tư, em không hề biết gì về tình cảm của tôi dành cho em đâu. Trong mắt của em, chỉ có chồng của em thôi.
Ủa, anh Minh đang tìm gì mà căng thẳng dữ vậy? Thì tôi đang tìm cái hợp đồng cung ứng trang thiết bị nội thất cho khách sạn Thiên Tuế đó. Mới để ở đây mà đâu, mất tiêu rồi. Ủa, để lạc ở đâu mất rồi hay sao mà tìm căng thẳng dữ vậy? Ừ. Tìm kỹ lại coi. Cái hợp đồng này mà mất á, chắc chắn ông Đặng cạo đầu tôi là cái chắc luôn. Thiệt tình à, bất cẩn thấy ghê à. Đúng là đàn ông với anh mà. Để tôi tìm phụ cho. Đồ đạc coi nè, sổ sách gì mà để lung tung vậy, lỡ ai đi ngang rồi lấy mất vườn sao đây. Đó cho nên là anh phải tìm đàng hoàng lại đi. Sao cười? Tôi cằn nhằn anh mà anh còn cười nữa. Tự nhiên Phụng cằn nhằn tôi á, tôi nhớ lại, nhớ lại má tôi quá à. Vừa phải thôi nha. Ý nói là tôi già lắm rồi giống má anh phải không? Không có phải. Ý tôi nói là vậy nè. Hồi xưa má tôi cũng hay cằn nhằn tôi có vụ mà hả, để đồ lộn xộn vậy nè. Tới chừng cần tìm á thì tìm hoài thì không thấy. Vậy thôi. Thiệt á, mà nói ra hả, các anh cứ chống chế. Sao đàn ông giống nhau vậy? Chồng tôi cũng y chang vậy đó. Mỗi lần mà cào nhào ảnh gì á là ảnh chống chế vậy không à. Ủa? Đâu rồi trời ơi? Hình ai đấy? Chết rồi. Ý, sao có tấm hình của tôi thời còn đi học ở đây vậy? Ờ. Hả? Đâu, đưa mượn coi coi. Công nhận. Thấy hình hồi xưa hả? Thích ghê luôn đó. Nhìn tôi cũng đẹp lắm chứ bộ. Đẹp chứ. Ủa mà sao nó ở đây? Hả? Phụng quên một điều là hồi đó tới giờ tôi rất thích sưu tầm hình của tất cả các bạn ở trong lớp. Không nhớ sao? Ủa vậy hả? Ủa, còn nhiều hình lắm. Để bữa nào tôi lấy cuốn album cho Phụng coi nha. Vậy sao không chịu cất chung để mất hình của tôi rồi sao? Thôi trả lại cho tôi đi. Ôi, hình của tôi mà đâu phải hình của mấy bạn kia đâu mà trả lại cho anh. Thì bây giờ mà Phụng lấy cái này thì làm sao bị mất đi cái bộ sưu tập tất cả các bạn trong lớp không có được đâu. Thì coi như hình của tôi để anh trả lại cho tôi đi. Thôi mà, để bữa khác đi. Rồi, tôi sao tôi muốn có tiền sao đây? Tôi thích tấm hình này quá trời luôn đó. Công nhận lúc này tôi cười dễ thương ghê ha. Nếu mà Phụng thích đó thì bữa nào có gì rảnh rảnh tôi rửa cho Phụng tấm khác nha. Anh nhớ rửa cho tôi đó nha. Yên tâm đi, chắc chắn tôi sẽ rửa. Nè, cái gì đó? Dạ. Anh mới nghe nói Minh rửa hình gì vậy? Ủa, đâu, đưa mượn cho anh Đặng coi đi. Thôi mà. Đâu rồi? Trời đất ơi. Tôi... Đây nè, thấy chưa, thích liền thấy không? Hình lúc em còn đi học đó. Trong lớp em á, đứa nào cũng có một tấm kỷ niệm như vậy nè. Anh công nhận lúc đó nhìn đẹp em có duyên ha, cười đẹp ha. Dễ thương, đúng rồi. Thấy trên bàn làm việc của anh Minh nè, ảnh sưu tập hình lớp của em đó. Thôi trả lại cho tôi đi. Cái gì, bữa nào tôi rửa cho. Em nói gì? Hình của em mà để trên bàn anh Minh. Nhiều bạn lắm anh. Minh giữ hình của em mà. Đúng rồi. Đã sao? Không phải chỉ riêng hình của Phụng không đâu, mà tất cả các bạn trong lớp tôi đều có sưu tập hình hết đó. Công nhận giữ kỹ ghê á, nhớ rửa cho tôi nha. Yên tâm đi mà. Thôi anh cứ cất là một sưu tập đi. Mà anh đi đâu về vậy? Này cái gì đi anh? Trời ơi, hợp đồng đây nè. Trời ơi, lấy cái hợp đồng mà không chịu nói gì hết trơn hả? Nãy giờ tôi tìm muốn chết vậy đó. Anh kỳ ghê vậy, anh lấy hợp đồng đi đâu vậy? Hai đêm nãy giờ tìm muốn chết luôn. Làm mất thời gian ghê vậy đó. Cái hợp đồng này ai lấy? Đi ngang phòng Minh không thấy ai. Thấy bàn hợp đồng để trên bàn, anh cầm lên anh xem trước. Nói chung là hợp đồng này không có vấn đề gì hết. Vậy thì được rồi. Đó, yên tâm rồi thấy chưa? Anh cũng bất cẩn. Yên tâm rồi. Mày muốn cất kỹ vô nha. Nhiều khi anh đi anh không đóng cửa rồi lỡ ai lấy mất rồi sao? Tôi biết rồi, cảm ơn Phụng. Vậy thì phải cảm ơn ông xã tôi đi. Đó, rồi khao ổng đi nha. Thôi, em có việc phải đi gặp khách hàng rồi. Chúc hai anh vui vẻ nha. Em đi nha. Rồi, bye bye. Bữa nào rảnh tôi rửa hình cho Phụng nha. Hay quá ha. Rửa hình nữa ha. Cười nữa ha. Nè. Thì chuyện này á phải giải thích rõ ràng cho tôi biết. Nếu không á, cậu chết chắc với tôi nghe chưa? Giải thích cái gì chứ? Bạn ôi không có nói nữa. Chết chắc với tôi đó. Trời ơi, tự nhiên để lộ ra chứ vậy trời. Vô. Thằng tôi. Nè, cái gì mà ông chửi tôi vậy? Nó nghe nè, mà không biết tại sao tao chửi mày hả? Cái gì nữa đây? Tại sao mà dám giữ hình của vợ tao? Nè, ê, mày nhìn coi, mắt tao đâu có đuôi đâu, tai tao đâu có điếc đâu.
Tao còn biết rõ cái thời học sinh á, mày lén lén nhìn vợ tao hoài. Là sao vậy? Mày có phải thằng bạn tốt không? Thì đúng rồi đó. Ông còn biết hồi xưa tôi cũng thương Phụng, mà khổ một cái á, Phụng lại thương ông. Tôi phải đành chịu thôi chứ sao. Có gì đâu mà ông chửi tôi tồi dữ vậy. Ê, tao nói cho mày biết nha. Tao biết rõ là hồi trước, lúc học sinh á, tao với Phụng đi chơi, đạp xe đạp ở phía trước, mày lén ở phía sau, mày rình tụi tao. Có đúng không hả? Ờ, thì ông cũng biết rõ ràng là tôi yêu Phụng mà. Mà lúc đó, thú thiệt một điều, tôi biết Phụng chỉ yêu mình ông thôi. Cho nên tôi yêu đơn phương, được chưa? Chuyện cũ thôi mà cũng hỏi nữa. Mày biết vậy là tốt. Tao biết vậy nên tao không ghen cho mày. Lý do là Phụng chỉ có yêu mình tao thôi, mày không có cửa đâu. Biết. Mà thậm chí giờ này và hồi xưa cũng có một mình tao thôi. Mà tại sao mày giữ hình của vợ tao? Cái chuyện đó ông khoan nói đi, tôi nói cho ông nghe nè. Tại vì tôi biết là Phụng yêu ông. Đó, bây giờ nè, nó trải qua cả một cái thời gian rất là dài. Bao nhiêu năm nay rồi tôi làm chung với vợ chồng ông. Ông thấy rõ ràng không? Tôi không hề làm một cái chuyện gì bậy hết để mà vợ chồng ông phải xích mích, để gây mất tình cảm của vợ chồng ông, đúng chưa? Cái đó thì mày nói đúng. À, nhưng mà tao chỉ thắc mắc một điều là tại sao mà cái thời gian nó trôi qua lâu lắm rồi mà mày vẫn giữ hình của vợ tao từ thời học sinh tới giờ này hả, thằng đạo đức? Ê, không có chửi nha. Cái đó là tôi cãi ông lại à. Hồi xưa tôi yêu Phụng, Phụng lại không yêu tôi mà lại yêu ông, đúng không? Thì bây giờ tôi còn có tấm hình duy nhất của Phụng thời học sinh để cho tôi làm kỷ niệm. Vậy mà ông không ích kỷ với tôi là sao hả? Cái thằng kia, đồ cái thằng ích kỷ. Muốn gì đây? Mày ngon quá ha. Ha, đúng ra tao cho mày một nắm đấm rồi đó ha. Thiệt sự đó. Mà tao hỏi mày nè, thằng đàn ông nào chấp nhận có vợ rồi có thằng thứ ba nhúng vào, mà thằng thứ ba là thằng bạn thân của mình, lúc nào mày cũng lấy tấm hình của vợ tao, mày lén lén mày nhìn vợ tao hoài hả? Hả thằng đầu đất? Giữ thôi chứ cái làm gì đâu. Ông thấy rõ ràng không? Bao nhiêu năm nay tôi biết vị trí của tôi ở đâu đối với hai vợ chồng ông. Mặc dù trời đất thân, nhưng mà tôi không hề đụng chạm gì tới chuyện riêng tư của ông hết. Ờ, thì đồng ý với ông là tôi lấy tấm hình của vợ ông đó. Được rồi. Nhưng mà chỉ là kỷ niệm thôi. Được rồi, bây giờ coi như là bạn thân, tao bỏ qua. Nè, bây giờ phải nói câu gì nè. Tao cảnh cáo mày, cái chuyện này mày đừng bao giờ cho Phụng biết, nhớ nha. Được, nhưng tôi cũng cảnh cáo ông nè. Hồi xưa tôi yêu Phụng, Phụng không yêu tôi mà lại yêu ông, thì ông phải đối xử tốt với Phụng, thật sự yêu thương Phụng. Ông mà có dở trò gì để cho Phụng buồn á, tôi nhất định không tha cho ông đâu đó. Ông biết chưa? Mày ngon quá. Ngon sao không ngon? Mày ngon rồi. Ờ, mày yêu thầm trọng nhớ vợ tao, rồi bây giờ còn cảnh cáo tao nữa. Vậy mới nói mày chứ. Ngon thiệt. Tôi với ông mà có sợ gì ông? Được rồi, được rồi. Bây giờ cái câu hay nhất trong khuyên mẹ, nên lấy vợ đi mới nên người, để khỏi trọng nhớ thương thầm ai nữa. Ê, cái chuyện đó là chuyện của tôi. Chuyện nào ra chuyện đó nha. Chuyện vợ con là chuyện của tôi, không mắc mớ gì tao hết á. Chừng nào tôi lấy tôi sẽ báo cho ông biết, được chưa? Thôi bây giờ, được rồi. Sao? Hôm nay á, tao sẽ cho mày một chầu nhậu này nè, uống tới bến luôn. À, cho gục, cho say luôn. À, không có đường về luôn. À, vô. Được. Nè, khoan bạn, bạn nên nhớ một điều. Hôm nay tôi sẽ uống với bạn một chầu này cho banh chành luôn. Cảnh cáo bạn và nhắc cho bạn nhớ. Nếu như mà bạn đã có được người yêu trong mộng của tôi rồi mà bạn làm cho cô ta buồn, là bạn chết bạn với tôi đó. Uống đi. Cười gì chứ, tôi giao ngủ. Vô, 100% nha. Cạn luôn. Cạn. Vô. Mình chờ đợi cái gì đây? Người ta nói thức ăn của tình yêu là mơ mộng, trong khi cái siêu thị đời thực của mình chỉ cung cấp toàn những món trần trụi, ngán ngẩm. Vậy mà mấy chục năm mình vẫn mơ mộng một tình yêu không hề có thực. Mỗi ngày đi bên người ta, nhìn thấy người ta vui vẻ, hạnh phúc bên chồng, mà mình cũng thấy vui được sao? Mình đúng là thằng ngu ngốc. Có ai giống như mình không chứ? Thank you.
vụ đấu thầu cung ứng và thiết kế nội thất cho khu biệt thự Hoàng Long. Nhất định là mình phải thắng. Đây là lần đầu tiên mình được toàn quyền quyết định một dự án lớn. Nhất định mình không thể nào để thua được. Khổ một cái, giá gói thầu này quá thấp, chắc chắn ông Đặng sẽ không đồng ý đâu. Chuyện này mình hoàn toàn quyết định và chịu trách nhiệm hết. Mình không cần hỏi ý kiến của ổng. Nhất định phải thành công. Cố gắng lên mình à. Phụng à, vì em, anh nhất định sẽ thắng được vụ này. Anh sẽ chứng tỏ cho em thấy rằng anh không hề thua kém gì chồng em đâu. Hey, tụi bay. Hả? Ở cái này nè. Gì? Tụi bay thấy ông già đó không? Hay. Bây giờ tao với tụi bay chạy lại giật tiền của ổng. Rồi. Đi. Rồi, rồi, đi. Từ 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 từ. Nghĩ thôi. Giật đi, giật đi. Ê ơi, chạy rồi ơi. Cái đó ông ăn rồi đó. Cái bịch đó rác mà. Còn có mười mấy ngàn cũng giật chi vậy? Thôi coi như cho tụi bay mười mấy ngàn đó, quăng giùm vô thùng rác cái nghe. Nghèo còn gặp trúng cái eo nữa. Mình làm gì mình nứt cục hả? Nứt cục hoài vậy, con đi uống nước đi. Trời ơi, con nứt cục hồi nào đâu, con khóc đó Tám. Trời, mày khóc kỳ quá à. Thôi mày khóc đại đi. Trời ơi, Tám ơi là Tám. Tí con đi thì không biết đi đâu, mà Tám còn ngồi đây tắm ung dung đó. Trời ơi, ngồi như là đang đi tắm nắng vậy đó. Mình đang suy nghĩ, mình đang suy nghĩ về người ấy. Có lẽ là đi ra ngoài đường rồi thấy đèn xanh đèn đỏ ha, xong rồi thấy bong bóng đó, rồi thấy là xe cộ nhiều màu sắc rực rỡ, rồi là chạy theo, rồi cái là đi miết xong rồi quên. Tám ơi, tại vì ổng già là thần kinh, ổng đâu có ổn định đâu. Không có đâu Tám ơi, con nói Tám nghe nè. Hồi lúc nãy con nằm mơ Tám ơi. Nằm mơ? Con mơ thấy tía con đi ăn xin. Ồ, mơ cao xa quá. Ăn xin mà còn bị mấy cái thằng khốn nạn đó nó giật hết tiền luôn. Trời ơi Tám ơi, tí còn ốm nhôm vậy rồi giờ không có tiền ăn rồi sao giờ Tám? Không lo, rồi người ấy sẽ gặp một người tốt, một cô gái đẹp cho tiền, cho ăn, không khỏe. Không được Tám ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Mày phải bình tĩnh chứ trời, mà cái gì mà cứ lăn xăng xăng. Đi tìm tía con. Chàng ơi, con ơi, giờ này là nửa đêm rồi con. Muốn cái gì cũng phải sớm mai chứ. Bây giờ mày mà bước ra đó là coi như mày không có may mắn mà gặp người tốt, một cô gái đẹp cho ăn cho uống đâu ha. Gặp cái bọn xấu nó sẽ chặt tay chặt chân mày đó, bắt mày đi ăn xin nghe. Nói chuyện trước vậy đó. Nói gì nói thôi, cũng phải thẳng từ từ để sáng rồi đi kiếm chứ. Rồi có khi nào nó chặt tay chặt chân tí con không? Dễ. Trời, ông già xương cứng lắm chứ mày tưởng chặt được à. Trời ơi, tí ơi là tí. Tí đang ở đâu vậy tí? Chị Tám. Trời ơi, ở đâu sao tao biết được? Mà sao mày hỏi tao làm chi? Lại nước cục nữa. Đi uống nước đi mày ơi. Quốc hả con? Dạ, con nghe chết đó má. Chết rồi con ơi, chết rồi. Cái gì chết? Má nói cái gì? Chết rồi con ơi, bà còn bị công an bắt rồi. Cái gì? Má nói cái gì? Dạ, hai ổ của hai anh chị. Dạ, dạ cho em gửi tiền ạ. Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn nhiều. Đi anh. Mấy ngày Tết tranh thủ bán nhiều chút, kiếm tiền lo cho má. Ê! Bác. Trời ơi, bác qua đây ngồi xuống. Bác có sao không bác? À không. À, tôi chóng mặt. Dạ. Chắc bị tuột đường huyết. Dạ. Đói bụng quá. Trời, vậy hả? Bây giờ cũng khuya quá rồi.
chắc cũng không có gì ăn đâu. Hay là bác ăn bánh mì đi, con bán bánh mì đó. Dạ dạ dạ, vậy để con làm cho bác một ổ nha. Dạ đây bác. Cảm ơn cô. Dạ. Cô cho tôi xin miếng nước được không? À, dạ được, dạ được. Dạ con mời bác. Dạ. Cảm ơn. Ủa, thiệt tình đó, con cái gì để cha mẹ đi lang thang đói khát như vậy? Đúng là bất hiếu dễ sợ. Không phải à, tôi đi lạc. Ủa ừ, vậy chứ vậy nhà bác ở trên đây luôn á hả? À, nhà con tôi ở trên đây. Tôi thì ở dưới quê á. Rồi Tết nè, con tôi nó mới kêu tôi là lên đây ăn Tết với gia đình nó. Rồi lên tới đây cái vợ chồng nó đi qua Mỹ ăn Tết rồi. Cái bỏ tôi ở nhà. Rồi tôi mới buồn quá. Tôi mới đi dạo. Rồi cái hồi cái nhìn cái đường nào nó cũng giống cái đường nào mà. Rồi không biết đường gì à. Vậy bác có nhớ cái gì đặc trưng hay là cái gì đó mà nó dễ nhận biết nhà của con trai bác không? Tôi quên đem cái địa chỉ đi. Mà cái nhà thì tôi nhớ mãi mãi. Thôi bây giờ trời cũng khuya lắm rồi. Hay là bác về nhà trọ con tạm nghỉ qua một đêm đi. Bà chủ nhà trọ con dễ thương lắm. Thế nào bà cũng giúp bác à. Thôi làm phiền cô quá, tôi không dám. Để tôi ngủ ngoài đường cũng được. Thôi không có được. Không có gì đâu phiền hết trơn á. Có gì á, ngày mai con sẽ đưa bác lên công an phường, nhờ mấy chú công an tìm nhà giúp bác. Cảm ơn con. Dạ. Con tốt quá à. Bác ăn đi chứ để mệt đó bác. Thôi cũng khuya rồi, mời con có bán sớm không? Dạ có, ngày nào con cũng bán hết á. Vậy bác cháu mình về rồi trên đường đi vừa đi vừa ăn cũng được. Vậy cũng được. Vậy để con dọn đồ. Bác phụ dọn cho. Thôi thôi bác, để đó đi bác, để con làm cho. Không sao, uống miếng nước vô nó khỏe rồi. Đúng là đất nước lạ kỳ. Em nói quá trời nói luôn mà họ không chịu giải quyết cho anh về. Cái Hàn Quốc nó gọi điện nói qua nói lại nói tới nói lui, cái họ cho anh về. Anh, đúng là cho con mình đi du học ở nước ngoài ha. Hay thiệt á, nó nói tiếng Anh như gió luôn anh. Gì vậy? Thiệt á, anh đang bực mình cái chuyện vừa rồi á, mà nghe em nói á, anh hết bực mình luôn à. Em nói vậy mà em nói được hả? Mình cho con mình qua Mỹ học, nếu nó nói tiếng Lào, tiếng Campuchia á mới là lạ, còn nói tiếng Mỹ là chuyện bình thường. Vậy mà em cũng khen được nữa hả? Gì vậy trời, sao nói gì ra cũng bắt bẻ em hết trơn vậy. Thiệt anh nói em á, cái gì á, ai da nó xui xẻo, đầu năm nó xui xẻo ghê không. Tự nhiên cái mời lên làm việc, ai biểu đi lơ ngơ ngoài đường, rồi đi là không mang giấy tờ, cũng không biết tiếng Anh nữa. Về lần này á, em dắt anh đi hả cúng sao mới được. Nè thấy chưa, đó em suốt ngày á, em tốn tiền vô ba cái chuyện mà bói toán bói thầy bà đó nghe, không được đâu nghe. Em bói toán bói thầy bà nào? Còn anh thì sao? Không phải là anh cũng mời thầy phong thủy về hả? Phong thủy? Phong thủy là người ta dựa trên cơ sở khoa học, người ta nghiên cứu, người ta coi nhà mình như thế nào để ăn nên làm ra. Còn cái chuyện mà đi coi chỉ tay nè, coi quẻ nè, trời ơi, đó là lường gạt. Những người nhẹ dạ như em á thì lường gạt một cái một à. Thôi đừng nói nhiều nè. Thôi anh mới nói ra nhiều đó. Ra ngoài sau đi, làm cơm cho anh ăn đi. Anh đói bụng lắm rồi, bực mình lắm rồi đó nghe. Rồi giờ ăn gì nè? Bánh mì với lại xúc xích với lại pizza với lại có phô mai quệt vô bánh mì. Ăn thế nào đem dọn ra? Trời ơi là trời, anh nghe mở miệng ăn mấy món đó anh muốn ớn tới cổ luôn vậy đó. Thôi gì thôi kỳ vậy? Nghe nè, em đừng làm mấy cái món đồ Mỹ đó nữa. Em ra ngoài bếp em làm mấy cái món canh chua cá kho tộ gì đó đi. Cái gì mà món miền Nam Việt Nam mình ăn đi. Trời đất ơi. Hừ
Anh đừng có mơ. Nghĩ sao mà có canh chua cá kho tộ? Không có đâu có ha. Có chứ sao không có. Bây giờ ra chợ Việt Nam mình đi. Ở Mỹ có chợ Việt Nam mình mà. Mua cá mua đồ đồ có mà. Thôi đi, giờ này em không đi mua đâu. Giờ muốn ăn gì? Không biết đường hả? Mệt quá, giờ muốn ăn gì? Thì ăn món Việt Nam đi. Còn không á, bây giờ thôi đơn giản nha. Mẹ ra nấu cái nồi cơm, cơm thật nóng nha. Rồi đổ miếng nước mắm vô dầm ớt cái anh ăn được à. Anh thèm món Việt Nam lắm. Nước mắm ớt hả? Thôi đi, cũng đừng có mơ ha. Ở đây thì phải ăn món Mỹ, chịu không? Ăn thì em dọn ra, còn không thì thôi. Thì đành phải ăn thôi. Ép người quá đáng. Thèm nước mắm cũng không cho ăn, bắt ăn đồ Tây hoài à. Chú, vô đây đi. Chú à, nghe con bé nó điện về cho tôi rồi. Tôi biết hoàn cảnh của chú hết trơn nè. Cái phòng này là phòng của mấy đứa sinh viên, nó gửi để nó về quê nó ăn Tết. Thôi chú ở đây đỡ đi nghe. Rồi ngày mai con đem chú đi lên trên phường, rồi giúp chú cái công chuyện đó nghe. Chú nè, đây là cái nhà tắm, toilet đầy đủ luôn. Chú cứ sử dụng nha. Dạ. Cứ tự nhiên đi nha chú. Dạ. Tôi hiểu hoàn cảnh của chú mà, không có sao. Dạ. Dạ, cảm ơn dì Hồng. Cảm ơn cô. Dạ. Thôi tự nhiên nha chú nha. Dạ. Thôi dạ, lại cho chú nha con. Dạ. Cảm ơn dì. Dạ. Bà chủ tốt quá ha. Dạ, cô chủ nhiệt tình lắm, cô chủ dễ thương lắm. Bác, vậy bây giờ bác ra tắm rửa xong rồi nghỉ ngơi ngủ sớm đi nha. Có gì sáng sớm mai con qua con đưa bác lên công an phường, có gì mấy chú công an giúp đỡ. Cảm ơn con. Con tốt quá. Dạ, ai có gì mà đâu có bác. Phước đẻ ra được con vừa đẹp người đẹp nết lại tốt tính như vậy. Trời, bác nói làm con mắc cỡ quá à. Thôi con phiền bác nghỉ ngơi nữa. Giờ con phải chạy vô bệnh viện coi má con sao. Ủa, vậy là má con đang ở trong bệnh viện hả? Dạ, má con đang ở trong bệnh viện. Thôi mà không sao đâu bác. Bác cần nghỉ ngơi nha. Có gì sáng sớm mai con về sớm ha bác ha. Dạ con đi. Cho gửi lời thăm má con nghe. Dạ cảm ơn bác, con đi nha bác. Tội nghiệp con nhỏ, đi bán đi buôn cả ngày, giờ về cái phải chạy vô bệnh viện lo cho má nữa. Nhưng nghĩ lại má nó cũng có phúc. Không biết sau này mình bệnh, thằng Đặng nó có lo cho mình được như vậy không nữa. Trời ơi là trời, tụi con nhờ má tới canh giùm tía. Mà bây giờ tại sao ra nông nổi như vậy? Bây giờ tía con bỏ ra đường nè, rồi bỏ đói nè, không cơm ăn áo mặc. Vậy làm sao? Thế thảm quá má ơi. Anh Năm ơi, sao anh bỏ tôi mạnh đi anh Năm? Ở thiệt lòng á, là tôi không có ghét anh. Tại tôi thích chồng nghèo anh cho vui, tại nhà nó buồn quá mà. Cho nên lâu lâu tôi chọt anh chơi vậy thôi. Cái lòng tôi trong sáng lắm, tôi không có ý gì mà vẫn đục xấu xa đối với anh. Nỡ lòng nào anh bỏ tôi đi, thôi đi về tha thứ cho tôi đi. Năm ơi, năm rồi mới sống khôn thác thiên, đi về Năm ơi. Má khóc à? Khóc. Má khóc, quay mặt đi, tức là má trốn trách trách nhiệm. Má à má, con nhờ má ở nhà trông tía con. Chắc là má quyền rủa, má soi bói, tía con giận mới bỏ ra đường. Không có, lâu lâu chỉ có chọt chơi thôi chứ. Thấy chưa, đó chọt, chọt người ta tự ái chứ, người ta quê chứ. Đó, thôi bây giờ tất cả mọi chuyện này á, bi thương nổ ra cũng tại là má. Bây giờ cũng vì má mà bà con lối xóm sẽ chửi con nè. Rồi xã hội lên án con là một đứa con bất hiếu, bỏ cha đói khổ ở ngoài đường. Rồi tất cả tan nát, tất cả tan quan cũng tại vì má. Tại vì má gây nên hết, tại vì má. Trời ơi, tôi đâu có ngờ rằng đến lúc nào đó trong cuộc đời tôi
Một phụ nữ nhà quê phải khổ sở, phải có nhiều tội lỗi chốn đô thành này. Trời ơi, Nam ơi, ông đi về đi. Tôi hứa với ông nào tôi sẽ không có kiếm chuyện tôi gây sự với ông nữa đâu. Trời ơi, con mới về hả? Sao đi đâu giờ này mới về? Dạ con đi làm mới về. Dì có thấy má con đâu không dì? Má con hôm nay tự nhiên trở bệnh nặng lắm. Dì với mấy bà hàng xóm phải đỡ bây giờ bệnh viện cấp cứu rồi. Vậy hả dì? Ờ. Má, alo, Yến Nhi một xin nghe. Dạ con phòng đó anh ơi. Nè, mấy em nó đang ngồi chờ mấy anh đó. Rồi, tới ngay nha. Chuẩn bị tiếp khách nha tụi con. Dạ. À, tốt đó. Em cần gì? Dạ, em muốn gặp bà chủ á chị. Má Mì, có người cần gặp má Mì kìa. Vô đây con, vô đây. Vô đây nè, trời ơi con tự nhiên đi mà. Trời ơi, vô đây, ngồi đây. Ngồi đây với má nè. Rồi, con có chuyện gì? Con nói má nghe coi. Cứ tự nhiên đi con, trời ơi mấy em nó không à. Má con đang bệnh nặng lắm, nằm trong bệnh viện á. Rồi, má biết con cần cái gì rồi. Con cần tiền phải không? Đúng không? Con cần tiền là con tới đây là đúng chỗ luôn rồi đó. Đúng không? Dạ. Mà bây giờ đó, má có thể giúp con được hết trơn á. Nhưng mà với tinh thần á là con hoàn toàn con tự nguyện đó, nghe không? Má không có ép uổng gì hết trơn đó. Mà đổi lại đó, đổi lại là con sẽ có một số tiền nhiều để con lo chữa bệnh cho má con. Con hỏi hết mấy em ở đây coi, má có ép uổng đứa nào không? Má có ép uổng đứa nào không nè? Dạ không. Đó, thấy chưa? Đứa nào ở đây á mà ngoan ngoãn á thì đứa đó sẽ kiếm được tiền nhiều. Con cũng vậy nữa. Vậy con cứ suy nghĩ cho kỹ đi nha. Má không có ép uổng đâu nha. Ôi, khách vô kìa tụi con ơi. Vô kìa, dạ. Ồ, mấy đứa chuẩn bị dạ. Khách nè. Em Hồng ơi, em, ra tiếp khách, dạ. Còn Phương em, con dẫn mấy anh đi nha con. Tiếp khách mấy anh chú đáo đi chưa? Còn Lan dẫn em tập đi tiếp khách đi nha con. Đi em con. Ủa, hôm nay có người mới hả má? Ừ, con bé đó mới đó. Giới thiệu cho con. Ngon lắm.
Trời ơi trời, sao kiểu này chắc điên mất quá. Coi tivi, coi hết xong rồi cái ăn cơm. Ăn cơm xong rồi cái ăn cam. Rồi cái đi qua đi lại không biết làm gì hết á. Chịu nổi không? Ở Việt Nam thì công ty biết bao nhiêu chuyện để xử lý, mà bây giờ ở trên đất Mỹ, giờ sao đây? Ây trời, chắc chết quá. Thôi đừng có căng thẳng quá. Thư giãn đi, thả lỏng đi. Đợi ít bữa nữa rồi thằng Bút nó về nó dắt vợ chồng mình đi chơi. Thôi bây giờ nè, chịu hết nổi rồi. Anh với em đi ra ngoài đi, đi dạo phố đi, đi vòng vòng cho đầu óc nó thoải mái đi, đi đi. Thôi, trời ơi, đi một trận rồi đó không thấy hả? Bây giờ hai đứa mình mà dắt nhau đi rồi lỡ đi lạc rồi sao? Thằng Quốc nó về nó kiếm không được rồi, không biết đi kiếm ở đâu rồi, rồi không biết nói tiếng nữa. Nhắc tới thằng Quốc á, là anh bực mình nè. Con với cái gì mà lạ vậy? Ba mẹ từ Việt Nam qua thăm con, bỏ bê ba mẹ vậy đó, đi chơi với bạn gái, chịu nổi không? Ủa, thì nó còn trẻ mà, thì nó phải có bạn gái để nó đi chơi chứ. Rồi anh sao? Hồi đó chắc không có đi chơi quá. Có, mà có đi chơi với em đó. Thì bây giờ nó trẻ, nó cũng phải có bạn gái chứ. Quốc nè, ba đã quyết định rồi, ba sẽ đưa con sang Mỹ du học, mà học cái nghề quản trị kinh doanh. Cái nghề đó ba thích, ba đã chọn cho con rồi. Tại sao ba bắt con qua Mỹ du học? Ở bên Việt Nam con đang học rất là tốt mà ba. Chỉ lại công việc mà con yêu thích á, đó là đầu bếp ba. Hả? Con nói sao? Con nhìn lại con đi, con đường đường là con của một tổng giám đốc giàu có danh tiếng. Rồi con nghĩ sao con mang cái tập về, rồi con chui vô cái xó bếp đó. Ba, sao ba lại miệt thị cái công việc mà con yêu thích như vậy? Cái công việc nào cũng tốt mà ba. Miễn sao con đam mê, con nhiệt quyết với nó là con sẽ thành công mà ba. Đam mê, nhiệt quyết à? Hả? Dạ. Con nít biết gì mà lớn tiếng như vậy hả? Ba quá hiểu. Nói hay á, để tỏ vẻ mình là người có nhiệt quyết. Còn đam mê á, đi bươn chải kiếm miếng cơm manh áo từng ngày ngoài đường kia, cả trăm cả ngàn thằng kia. Nè con à, cái chuyện mà cơm áo gạo tiền ba quá rành, con có biết không? Ba đó đã từng khổ cực để vươn lên, có được cái ngày hôm nay á, ba phải trải qua nhiều cái khó khăn lắm mới được. Con yên tâm đi, ba chọn nghề cho con á, ba suy nghĩ rồi. Ba muốn chọn cho con là cái nghề tốt, con đừng có cãi lời ba. Nhưng mà ba, con không có thích cái ngành quản trị kinh doanh của ba. Không thích? Dạ. Không sao đâu con, bây giờ con chưa quen. Con làm kinh doanh đi, rồi từ từ trong khi kinh doanh á, rồi tiền nó sẽ vô nhiều nhiều. Rồi khi có tiền nhiều, con làm lãnh đạo, con làm giám đốc, rồi con sẽ có người cung phụng mình nè. Rồi từ từ con quen thôi à. Thôi, ba quyết định rồi, con đừng có cãi lời ba nghe chưa. Nhưng mà con sẽ không đi du học đâu ba. Trời ơi, mới nghe gì đam mê nhiệt quyết mà giờ từ chối ba là sao con trai? Mình uống thêm miếng nước nha. Nè, con nghe mẹ nói nè, phải đi du học con à. Ba mẹ cho con đi du học để làm chi? Bà con, dòng họ, hàng xóm, còn khách hàng của ba mẹ nữa, người ta nể mặt gia đình mình, hiểu không? Nha. À, thì ra là ba mẹ muốn con đi du học để làm nở mặt nở mày cho ba mẹ sao? Nếu như ba mẹ thích á, thì ba mẹ qua Mỹ du học đi. Nè, cái thằng khốn lắm. Trời ơi. Ba mẹ nuôi con khôn lớn như vậy mà con dám trả treo với ba mẹ hả? Đồ khốn nạn mất vậy. Làm ba giận con. Được, đến một ngày nào đó con sẽ chứng minh cho ba thấy những quyết định của ba là sai. Con là sai. Con kìa, đứng lại. Quốc, Quốc. Thôi mà mình. Mình phải làm gì bây giờ? Nè má. Thôi khỏi đúc, má khỏe rồi, má tự ăn mình được mà. Con lo về lo phụ bác Năm đi. Vậy má phải hứa với con là má ăn hết đó nha. Má biết rồi. Má phải ráng ăn cho hết cái này nè, đặng rồi má khỏe, đặng mau về, đặng con gái má đừng có lo cho má nữa chứ. Thiệt đó nha. Chứ uống thuốc tây á mà không ăn nó là có hại cho sức khỏe lắm đó nha má. Má biết rồi. Bởi vậy con mới yêu má của con nhất. Má, vậy giờ con chạy về. Con giúp bác Năm xong rồi con đi bán bánh mì, rồi có gì trưa con quành trở lại đây với má nha. Rồi con đi đi con, đừng có lo cho má nữa. Má nhớ ăn hết rồi uống thuốc nha má. Má nhớ rồi con gái à. Con đi nha má, nhớ ăn hết nha má. Má không có bỏ mối như mấy lần trước đó nha. Đi đi con.
Trời đất ơi, từ nhà chị hai bay qua đây, tao ngồi trên xe mà tao muốn cụp cái xương sống luôn à. Có 30 cây số mà tí làm gì tí nói quá vậy. Tía, con hỏi thiệt tí nha. Cái sao gì? Tí nói với con á, là tí sẽ ghé nhà anh chị hai ăn Tết ở đó 2 ngày, sao tự nhiên chuyển qua bên đây vậy? Trời ơi, đúng làm ơn mắt quán à. Tao qua bên nhà mày ha, đó, tao xông đất cho gia đình mày ấm áp, năm nay làm ăn khấm khá, vậy còn thắc mắc cái gì nữa? Không phải, tí biết làm sao không? Con chỉ sợ tía buồn thôi. Bởi vì bên nhà anh chị hai á, là có cháu của tía chơi với tía được. Còn bên đây con đâu có vợ có con gì đâu. Sợ tía ở đây có mình tía buồn. Hay quá, giỏi quá. Mở miệng ra thấy thương tía dữ quá ha. Vậy không lo cho mình đi. Không chịu lấy vợ đi, không chịu đẻ con đi, để cho tía có mấy đứa cháu tía ẩm bồng. Mệt quá. Thôi mệt tía quá à. Tía ơi, tía nghĩ sao vậy? Con còn không nôn cưới vợ, tía làm gì tía nôn quá vậy? Hiểu gì? Rồi, tía nôn là bởi vì sao? Bởi vì khi mà con có vợ rồi, tía sẽ rảnh rang. Mà rảnh rang thì tía lúc đó sẽ... Im câm nín. Không được nói à. Chuyện người lớn không được xí vô ha. Lo cho mình đi ha. Dạ. Mệt mỏi à. Đầu năm đầu tháng nha, đừng có chọc tôi nổi điên nha. Tôi nổi điên là tôi chửi bậy á, là xui suốt năm đó nha. Con biết mà, nói tới vụ này tía hay mắc cỡ lắm. Rót miếng trà nữa coi. Dạ.